quan tạm này, giờ không đủ chân chúng em để bàn cho các chị. Các chị đang hàng mà mua lấy thì hơn, đang đi họ đi mua thì chẳng để đến. Các cô đã chuẩn bị sẵn sàng được đi theo chẳng để vào tiệc cưới và cửa đóng này. Sau cùng các chị nữ kia cũng đến và nói: thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng chẳng để đáp lại: quả thật tôi nói cho các cô hay, tôi không biết các cô. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào giờ nào. Đó là lời Chúa. Này Chúa Kitô, hỡi Thiên Chúa. Thánh điểm trên này hết, bởi vì người đã cứ dựa vào câu nói trăm năm trước tại trường đó, còn trăm năm sau chẳng còn có ta hay không. Vì thế mà đến cuộc đời của con người ta đi từ hư không để rồi trở về hư không, thì xem ra cuộc đời của con người trở nên vô nghĩa. Có những người xem cuộc đời của con người ta giống như một cuộc hành trình đi từ nơi này đến nơi khác, nhưng tưởng chừng người ta đi tìm để cho mình được hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ở bên ngoài cuộc đời của con người thì người ta càng tin thì người ta càng không thấy, bởi vì tất cả hạnh phúc nơi dương gian chỉ là một thứ hạnh phúc tạm bợ và chóng qua. Cho nên người ta đã xem thấy một cuộc hành trình khác, đó là một cuộc hành trình dài nhất của một kiếp sống con người, đó là từ nhà đến thiên địa. Bởi vì đi bao lâu rồi cũng đến ngày ra tới đó. Và một cuộc hành trình khác người ta thường sanh ví, đó là một cuộc hành trình từ êm ái đến đau khổ, từ khúc lòng của một người mẹ được dìu dắt, được chở che, được bao bọc, để rồi quẳng vào một cuộc đời trần thế để chạy đua với thời gian, chạy đua với thời cuộc, chạy đua với thứ ăn, rồi chạy đua với thú vui trần thế, mà cuộc đời của con người nam kết cục là một sự đau khổ trong cái chết. Chúng ta hãy chuẩn bị cho đời sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Và xong, chúng ta cũng cầu nguyện cho cụ Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lễ thân yêu của chúng ta. Với 79 tuổi sống nơi trần gian, có lẽ nhiều người cho rằng quả thật tiếc. Tiếc bởi vì đáng nhẽ cũng phải sống được đến 100 tuổi hay hơn 100 tuổi. Bởi vì cũng có một người con trai, con dâu đang ở Canada, với những con anh em đang ở nước ngoài, rất nhiều tiền. Tại sao cụ phải đăng ký như thế? Cụ chưa được hưởng cái gì sao? Hay cũng có nhiều người nói cụ có nhiều con, nhiều cháu, đáng nhất cuộc đời của cụ phải còn phải sống dài hơn, bởi vì đẹp vui thỏa nơi con cháu. Nhưng điều ấy quả thật điều mơ ước của con người. Nhưng cuộc hành trình của cụ Thánh Phêrô không phải chỉ để sống tuổi thọ nơi dương gian, mà cụ Thánh sống tuổi thọ trong Thiên Chúa. Vì thế mà chúng ta thấy cả cuộc đời của cụ Thánh đã sống để gắn bó với Thiên Chúa trong đời sống đức tin, đã gắn bó với Thiên Chúa trong đời sống phục vụ giáo hội, trong cương vị của một ông trùm, để rồi trở thành một cụ Thánh để phục vụ giáo xứ chúng ta. Có lẽ với một cương vị của một người cụ Thánh, nó quan cho giáo xứ cùng công tác với ban hành giáo, cùng với các phần trật trong giáo hội để nâng đỡ giáo xứ chúng ta trong những năm tháng vừa qua, có thể nói đây là một cuộc hành trình để dấn thân cho Thiên Chúa, cho đời sống đức tin và làm chứng cho Chúa trong tình yêu và gắn bó với Chúa. Song với trong cương vị của một người chồng, cụ Thánh cũng đã cố gắng làm trước vợ bổn phận trong tư cách của một người chồng, để giúp cho vợ của mình một đời sống thanh thản, tìm được niềm vui của đời sống hôn nhân. Và trong tư cách của một người cha thì cụ Thánh cũng đã cố gắng hướng dẫn con cái của mình. Mặc dù cụ Thánh đã cố gắng, nhưng tưởng chừng những con người nghe đến tiếng của cha khao khát sự thật và tình yêu, nhưng có thể có những người con đôi khi vẫn chưa nghe được tiếng nói ấy. Vì thế mà trong cái ngày hôm nay, chúng ta tin tưởng với lòng khao khát, với sự hiện diện của tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây, cầu cần cho cụ Thánh Phêrô và với những công đức của cụ Thánh đã từng sống gắn bó với Thiên Chúa, đã cố gắng để chuẩn bị cho mình những bình dầu, thì ngày hôm nay xin cho bình dầu ấy được đầy hương để cụ Thánh bước vào dự tiệc cưới với con chim.
làm Thiên Chúa và biết đáp trả lại tiếng nói của người cha không phải chỉ bằng một đám tang ngày hôm nay thật hoành tráng, thật tốt đẹp, nhưng phải bằng cả cuộc sống của mình, đừng để cho người ra đi phải ngậm ngùi vì những người còn đang sống ở nơi trần gian chưa sống được cái đạo hiếu, chưa sống được đời sống đức tin gắn bó vào Thiên Chúa và chưa sống trọn vẹn là một kiếp sống con người bước từ hư không đến vĩnh hằng. Xin Thiên Chúa nhận lời và chúc phúc cho chúng ta, đồng thời cũng chúc phúc cho Bùi Tránh và cho con gái của cụ nhờ ơn chúc về bảo cuộc đời của mỗi người chúng ta xác định được cuộc hành trình của mình để đi đến vĩnh cửu chứ không phải đi bước vào cõi chết, bằng chính đời sống thánh thiện và chuẩn bị cho mình những bình đầu tốt đẹp trong liên quan với Chúa và anh chị em của mình. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để ý nguyện của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân trần. Xin Chúa để kẻ đã không hoài nghi, con Chúa là đứng cứu độ giàu lòng từ ái, sẽ nhận ra người là bị thẩm phán đầy lòng thương xót. Chứ con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thật là chính đáng phải nào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người nào với các thiên thần thật là quý Thiên Chúa muôn đời qua nhị chức tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tất
còn thủ tục chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết tẩy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đa sông đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trong người và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Anh chị em thân mến, trước khi chia tay, chúng ta cần phải cùng nhau nói đến lời tiên nguyện của Chánh Phêrô với vấn đề thân yêu của chúng ta. Chúng ta hãy đem lòng kính cẩn và yêu mến khói sân của Chánh Phêrô thân yêu do Thiên Chúa chúng ta. Tin tưởng rằng sẽ có ngày này gặp nhau, ngày mà tình yêu của Đức Kitô chiến thắng mọi tội lỗi, chiến thắng cả tử thần. Chúng ta cùng bằng niềm nhớ lại cả con người, cả cuộc sống của Chánh Phêrô với văn lễ đối với chúng ta và đối với Thiên Chúa. Sau mỗi lời cầu nguyện xin cầu bàn thương đầy Chúa xin cho cụ Chánh Phêrô được sống với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cứ mắt nhìn lên Chúa lòng tin tưởng nhớ của Chánh Phêrô thân yêu của chúng con. Lạy Chúa, xin cho cụ Chánh Phêrô xin Chúa cho cụ Chánh Phêrô với văn lễ được vui hưởng bình an bên Chúa. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin cho cụ Chánh Phêrô được sống bên Chúa. Xin Chúa cho cụ Chánh Phêrô với văn lễ được hưởng vinh quang với các bạn hữu Chúa. Và vui sống thành thơi. Lạy Chúa, xin cho cuộc thánh thế được sống lên Chúa. Xin Chúa cho chúng con là những con người còn sống ở lại nơi sinh danh, mỗi khi tưởng nhớ đến những người đã qua đời, cũng như tưởng nhớ đến cuộc Chánh Phêrô nguyên văn lễ, thì biết sống trong cuộc hành trình của mình nơi trần thế, đi tới sự vĩnh cửu chứ không phải đi tới sự hư vô như người đời liên tưởng.
là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng Nhân Hậu Từ Bi. Xin thứ tha mọi tội lỗi trong buổi tránh Phêrô với vấn đề thân yêu của chúng con. Xưa Chúa đã tự hiến thân chịu chết để cho nhân loại được ơn cứu độ muôn đời, và từ quá chết sống này con phải đề xa Chúa, nhưng vì tình thương Chúa còn mãnh liệt hơn cả sự chết. Xin cho buổi tránh Phêrô với vấn đề được sống bình độ muôn đời. Con trọng kính cha xứ, kính thưa ban thánh chương, ban hình giáo, thời đang hiện diện trong ngôi thánh đường tham dự thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cụ chánh Phêrô Nguyễn Văn Lễ, là người thân của gia đình tang hiếu chúng con, đã đi theo tiên tổ và vinh hạnh được về nước Chúa. Và hôm nay Thiên Chúa và cha xứ dành cho cụ chánh Phêrô Nguyễn Văn Lễ không phải là tiền tài địa vị hay danh vọng, mà hôm nay Thiên Chúa và cha xứ dành cho cụ chánh Phêrô Nguyễn Văn Lễ là tình yêu đích thực của Thiên Chúa. Con xin thay mặt gia đình An Quyến xin đa tạ và cảm ơn cha xứ. Thay mặt gia đình An Quyến, chúng tôi xin cảm ơn ban chánh chương, ban hình giáo, các hội đoàn giáo xứ Bạch Sa, đoàn kim nhạc cùng cộng đoàn dân Chúa và tất cả mọi người đang tham dự thánh lễ nơi thánh đường này. Trong lúc tan ra bối rối có gì kiên quyết, con xin cha xứ, con xin mọi người hết sức lượng thứ. Sau khi đưa cụ chánh Phêrô Nguyễn Văn Lễ là người thân gia đình tan quyến chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng, con xin trân trọng kính mời cha xứ, chúng tôi xin trân trọng kính mời ban chánh chương, ban hành giáo, các hội đoàn giáo xứ Bạch Sa cùng các quý khách và cộng đoàn dân Chúa, đoàn kim nhạc cùng toàn thể gia đình ngũ nước chia buồn cùng gia đình tam thương. Cuối cùng xin đa tạ và cảm ơn. Cho tân tình của anh em đang ngày hôm nay, trong tôi biết là người đang làm một cuộc đời con xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Đã hoàn lại các bạn chung số mời gọi để giữ những thông tin khác nhau về phục vụ xã hội, nhất là phục vụ chủ lương với sự cố gắng của hội tránh, và cũng muốn chuẩn bị cho mình những đường sầu cho một hành trình thiêng liêng để có một kiến hiểu, thì hội tránh sẽ được Thiên Chúa ân thưởng trong cuộc đời của sự sống đời đời. Con cảm ơn Bạch Trương là người vợ của Chánh đã quảng đài cùng với những người đồng thân yêu của tất cả mọi người trong đồng tộc, và cũng cảm ơn tất cả những người con của Chánh, nhất là Phách Trài, Bác Hòa. Phách Trài là người ân nhân qua tiếng nói của cha mình là của Chánh, và người đang phục vụ tại giáo xứ trong cương vị là ca trưởng của các bạn của giáo xứ, cũng chỉ vì đã đại diện trong con người còn lại của Chánh đã giúp cho bố của mình cho đoàn những cuộc ngày hôm nay. Vì thế trong giờ phút thiêng liêng này được độ bình an, và đối với một người của chúa giáo hội thì đối với bản thân con cũng như đã quy định trong giáo xứ, đó là một là nhập quan cho người đã phục vụ chức sắc trong giáo hội, hai là một là dẫn độ từ nhà và nhà thờ, hoặc nếu không dẫn độ từ nhà thờ và từ nhà và nhà thờ được thì sẽ làm đặc biệt. Vì thế ngày hôm nay con cũng dẫn độ được hội chánh từ nhà và trong ngôi thánh đường, thì con sẽ tiến nữa, con sẽ làm nghi thức làm đặc biệt tại nghĩa trang cho hội chánh. Vì thế một đoàn cũng biết điều ấy, bởi vì tránh những tình trạng có một số người có thể hiểu là sao hội chánh thì thực ra sẽ xuất hiện 3-4 lần, còn nhà tôi không phục vụ không qua cả, tôi không có. Chuyện đấy là chuyện đương nhiên, bởi vì có phục vụ giáo hội thì người của giáo hội mới có thể phục vụ đáp trả được. Chúng ta chỉ tri ân những con người có lòng quảng đại dấn thân và dù tình thương thì chúng ta cũng cho các điều ấy. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha, Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.